xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại Philippines. Mỹ không kích chặn đứng âm mưu tấn công của nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq. Nổ trung chuyển gần Moscow, nhà máy ô tô chuyên dụng bốc cháy dữ dội điện thoại cá nhân đang mang đến nỗi kinh hoàng cho quân Nga. Hàng loạt vị trí bị dược quen sang phẳng khi bị định vị qua SMS. Màn trả thù tức khắc, nhóm lính Nga bắn lính dược quen đầu hàng bị lực lượng Kiev tiêu diệt. Ngũ giác đài bất ngờ hé lộ, quân đội Nga đang suy yếu trầm trọng. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Hồng Nhạn mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại Philippines Quý vị thân mến, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận là bên chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương tại Thánh lễ Công giáo ở Balawi, Philippines. Vào ngày 4 tháng 12, theo hãng tin Reuters trích dẫn thông báo của IS trên kênh Telegram của chính thức, Nhóm này thừa nhận đã cho nổ quả bơm tại nhà thi đấu Đại học bang Mindanao, Malawi. Tuy nhiên, lực lượng này không thêm các chi tiết khác như nguyên nhân tiến hành vụ đánh bơm. Thưa quý vị, trước khi tuyên bố này được đưa ra, chính phủ Philippines đã tuyên bố vụ nổ diễn ra với sự can thiệp của những kẻ khủng bố nước ngoài. Cụ thể, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trong ngày 3 tháng 12 khẳng định trên mạng xã hội X rằng Tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, những hành động vô nghĩa và tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra. Ông Ferdinand Macostria cho biết, những kẻ cực đoan sử dụng bạo lực chống lại người vô tội sẽ luôn bị coi là kẻ thù của xã hội chúng ta. Ông đã lệnh cho cảnh sát quốc gia và các lực lượng vũ trang bảo đảm sự bảo vệ và an toàn của dân thường cũng như an ninh của các cộng đồng bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương. Ông trấn ngang người dân và nhấn mạnh rằng chính phủ chắc chắn sẽ đưa thủ phạm của hành động tàn nhẫn này ra trước công lý. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cũng cho biết có những dấu hiệu rõ ràng về yếu tố nước ngoài trong vụ đánh bom, tuy nhiên từ chối cung cấp thêm thông tin để không ảnh hưởng tới cuộc điều tra. Thêm vào đó, ông chỉ khẳng định các hoạt động thực thi pháp luật nhằm đưa thủ phạm của hoạt động khủng bố ra trước công lý sẽ tiếp tục không suy giảm. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12, vụ nổ xảy ra tại lễ Thánh Công giáo buổi sáng tại một nhà thi đấu của Đại học bang Mindanao ở thành phố Malawi, thủ phủ Lanao del Sur. Các hình ảnh được chia sẻ trên tài khoản Facebook của chính quyền địa phương cho thấy nhà thi đấu vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ vết cháy tại trung tâm vụ nổ. Trong khi đó, video do đài truyền hình địa phương DGBB đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng cứu hộ khi những người bị thương ra khỏi phòng tập. Tới ngày 4 tháng 12, quan chức cảnh sát cấp cao ở Mandiao Parata cho biết các mảnh vỡ của súng cối 16mm đã được thu hồi tại hiện trường. Vụ nợ ở Marawi, thành phố Hồi giáo lớn nhất Philippines, đã từng bị phiến quân Hồi giáo IS bao vây trong năm tháng vào năm 2017. Diễn ra sau một loạt hoạt động quân sự chống lại các nhóm địa phương ủng hộ phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Theo tư lệnh lực lượng vũ trang Romeo Pajoner, trong một cuộc họp báo ngày 3 tháng 12, một trong những chiến dịch ở Landau, Del đã dẫn đến một vụ sát hại một nhóm thủ lĩnh của nhóm Jalas Islamia Maut, nhóm có liên hệ với IS. Do đó, những gì xảy ra có thể là một cuộc tấn công trả đũa, ông cho biết. Mỹ không kích chặn đứng âm mưu tấn công của nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ba nguồn tin an ninh Iraq cho biết, cuộc không kích của Mỹ vào chiều ngày 3 tháng 12 nhằm ngăn chặn các tay súng cực đoan chuẩn bị phóng về những thiết bị mang theo thuốc nổ để tấn công quân đội Mỹ ở Iraq. Một quan chức quân sự Mỹ cũng đã xác nhận có một cuộc tấn công tự vệ nhằm tiêu diệt mối đe dọa sắp xảy ra, nhắm vào vị trí phóng máy bay không người lái UAV gần thành phố Greencast. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq có quan hệ chặt chẽ với Tehran, sau đó cho biết 5 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và thề sẽ trả thù quân đội Mỹ. Ngoài ra, nhóm vũ trang cho hay họ đã tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào quân đội Mỹ trong ngày 3 tháng 12. Vào sáng sớm ngày 3 tháng 12, một quan chức quân đội Mỹ thông báo binh lính nước này và lực lượng quốc tế đã bị tấn công bằng nhiều rocket tại khu đổ bộ Jumbalin ở phía đông bắc Syria. Tuy nhiên, vụ tấn công không gây thiệt hại về người và cơ sở vật chất. Các nhóm vũ trang Iraq tuyên bố từng thực hiện hơn 70 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ ngày 17 tháng 10, liên quan tới việc Washington ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Hồi tháng 11, Mỹ đã tiến hành hai đợt tấn công ở Iraq, giống lại các nhóm vũ trang có liên kết với Iran và tiêu diệt ít nhất 10 tay súng. Chính phủ Iraq đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ, và xem đây là hành động leo thang căng thẳng cũng như vi phạm chủ quyền của Iraq. Mỹ hiện có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 lính ở Iraq để thực hiện sứ mệnh cố vấn cũng như hỗ trợ cho các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Xin chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác của chiến sự Nga-Ukraine. Nổ rung chuyển gần Moscow, nhà máy ô tô chuyên dụng bốc cháy dữ dội, dội. Kính thưa quý vị, vào tối ngày 3 tháng 12, một đám cháy quy mô lớn đã xảy ra tại một nhà máy ô tô chuyên dụng ở Moscow. Các video tương ứng đã được xuất bản trực tuyến. Các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga viết rằng lực lượng cứu hộ đã đánh giá đám cháy có mức độ phức tạp ngày càng tăng lên. Diện tích của nó là 1.000m2. Ngọn lửa đã tích cực lan rộng, khoảng 35 đội cứu hỏa sẽ dập tắt nó. Cần lưu ý rằng, tổng diện tích của tòa nhà là 10.000m2. Bà Lết, lớp xe và bìa cứng được cất giữ trong căn phòng này. Các nhân chứng nghe thấy tiếng nổ bên trong nhà máy và một phần mái của tòa nhà bị sập. Hiện chưa rõ đây là cuộc tấn công bằng UAV hay không. Điện thoại cá nhân đang mang đến nỗi kinh hoàng cho quân Nga. Hàng loạt vị trí Ukraine sang phẩm khi bị định vị qua SMS. Kính thưa quý vị, theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Nga phàn nàn rằng binh sĩ của họ tiếp tục sử dụng các ứng dụng nhắn tin ở các khu vực tiền tuyến, gây nguy hiểm cho an ninh hoạt động của Nga. Cả những cảnh báo cũng như bài giảng chi tiết về sự nguy hiểm của việc sử dụng hệ thống WhatsApp và SMS trong các khu vực chiến đấu đều ảnh hưởng đến thói quen giao tiếp của binh lính Nga. Tất cả các WhatsApp và các tin nhắn khác mà quân nhân Nga gửi đều bị Ukraine chặn bao gồm tài liệu, ảnh chụp màn hình, cuộc trò chuyện và các tệp phương tiện. Viện nghiên cứu chiến tranh kết luận, Bộ Chỉ huy Quân đội Nga phần lớn đổ bộ cho việc sử dụng điện thoại di động của Nga đã gây ra cuộc tấn công tàn khốc của Ukraine vào khu tập trung Makivka, vùng Donetsk vào đêm giao thừa năm 2022 và có vẻ như Bộ Chỉ huy Nga phần lớn đã không khắc phục được những vấn đề như vậy trong suốt thời gian diễn ra cuộc tấn công trong năm vừa qua. Qua đêm ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại Makivka bị chiếm đóng, một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã giết chết hàng trăm binh sĩ mới được huy động từ vùng Samara của Nga, những người đang đóng quân trong tòa nhà của một trường dạy nghề. Cuộc tấn công cũng phá hủy khoảng 10 thiết bị quân sự của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 89 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Mang trả thù tức khắc, nhóm lính Nga bắt lính Ukraine đầu hàng bị lực lượng Kiev tiêu diệt. kính thưa quý vị, người đứng đầu tòa thị chính Andripka, Vitali Parabat cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt tất cả những kẻ chiếm đóng nga liên quan đến vụ hành quyết các binh sĩ Ukraine không vũ trang gần làng Stebu, vùng Donetsk. Trước đó, hai người lính đã đầu hàng quân nga vì hết đạn. Parabat lưu ý rằng, quá thật, họ đã đầu hàng vì hết đạn dược. Theo như tôi được biết một lát sau người của chúng tôi đã xông vào vị trí này tất cả những người ở đó đều bị thanh lý quân đội Ukraine đã nói với Newsweek sau khi những đoạn phim đồ họa xuất hiện cho thấy những khoảnh khắc hành quyết xuất hiện trên mạng vào cuối tuần qua vào ngày thứ bảy một đoạn video ngắn xuất hiện trên kênh Telegram của Ukraine cho thấy hai binh sĩ rời vị trí và đầu hàng trực thăng nga đoạn video có vẻ như được quay bằng máy bay không người lái, cho thấy một người nằm ướp mặt xuống đất cùng với một số binh sĩ có vũ trang chỉ vũ khí của họ vào máy bay chiến đấu. Ngay sau đó, nhân vật thứ hai rời khỏi vị trí của mình và một loạt tiếng súng xuất hiện nhằm vào cả hai nhân vật đang đầu hàng. Kênh Telegram của Ukraine cho biết đoạn phim được ghi lại gần làng Steprov của Ukraine nằm ở ngoại ô thị trấn Avdiivka của Donetsk đang bị bao vây. Nó không nói rõ thời điểm nó được ghi lại, nhưng cho biết các máy bay chiến đấu thuộc tiểu đoàn súng trường số 45 của đất nước. Newsweek chưa bao gồm liên kết đến đoạn phim do tính chất đồ họa của nó. Đại tá Alexander Stubun, phát ngôn viên của nhóm lực lượng Tavria của Ukraine, nói với Newsweek ngày Chủ nhật. Theo thông tin đã được xác nhận, những kẻ chiếm đóng Nga đã bắn một cách xảo quyệt những binh sĩ Ukraine không có vũ khí. Stubun cho biết video được quay vào một thời điểm nào đó trong tuần qua. Liên bang Nga một lần nữa vi phạm luật pháp và quy ước chiến tranh, cũng như các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Giết hoặc là bị thương một chiến binh đã từ bỏ vũ khí và đầu hàng là tội ác chiến tranh. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Ngũ giác đài bất ngờ hé lộ, quân đội Nga đang suy yếu trầm trọng. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cho biết quân đội Nga đang suy yếu nghiêm trọng. Do cuộc chiến mệt mỏi ở Ukraine, khi quân đội Nga và Ukraine phải đối mặt với một mùa đông giao tranh thứ hai nữa. Austin nói trong một bài phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Rican vào ngày thứ Bảy rằng, sau 21 tháng chiến tranh chống tổng lực, quân đội Nga đã suy yếu nghiêm trọng. Cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài nhiều tháng đã khiến cả Nga và Ukraine phải trả giá đắt. Nhưng các nhà phân tích và chính chủ phương Tây cho rằng, cuộc chiến đã làm suy yếu phần lớn sức mạnh quân sự của Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Đô đốc Tony Dredakin, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, cho biết vào đầu tháng 7, Nga đã mất gần một nửa triệu quả chiến đấu của quân đội mình. Đầu tháng 5, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Trung tướng Scott Burrier cho biết Nga sẽ mất từ 5 đến 10 năm để xây dựng lại khả năng hiện đại của các lực lượng vũ trang của mình. Ông Tony Radakin nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng, việc tái tổ chức mà quân đội Nga thực hiện vào đầu những năm 2000 có nghĩa là họ sẽ tốt hơn, nhanh hơn, nhỏ gọn hơn nếu bạn muốn so với thời kỳ Soviet. Ông nói rằng quân đội đó phần lớn đã biến mất và họ đang dựa vào quân dự bị và thiết bị dự bị, các loại trang bị cũ thời Liên Xô, họ sẽ mất một thời gian để xây dựng lại bộ trang bị tiên tiến hơn. Afro Hans, giám đốc tình báo quốc gia, đồng ý trong cùng một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ cho biết rằng sẽ mất nhiều năm để người Nga xây dựng lại lực lượng mặt đất của họ. Bà nói thêm, Nga đã suy thoái thực sự đáng kể lực lượng mặt đất của mình nhưng vẫn có một lực lượng chiến lược hùng mạnh. Austin cho biết ngày thứ Bảy, mặc dù bị cô lập, Tổng thống Nga Putin tin rằng ông ấy có thể tồn tại lâu hơn người Ukraine. Nhưng anh ấy đã sai. Các nhà phân tích và quan chức phương Tây từ lâu đã nói rằng, lãnh đạo Điện Kremlin kỳ vọng lực lượng Nga sẽ tràn qua Ukraine và chiếm thủ đô Kiev trong vòng vài ngày. Viện nghiên cứu Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở tại London cho biết vào tháng 11, Nga đã lên kế hoạch xâm chiếm Ukraine trong khoảng thời gian 10 ngày và sau đó chiếm đóng đất nước này để có thể sắp nhập vào tháng 8 năm 2022. Tổn thất về vật chất của Nga là đáng kể trong đợt đẩy mạnh đầu tiên này từ tháng 2 năm 2022. Nhiều thủy thủ đoàn tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm nhất của Nga, đặc biệt là những người điều khiển xe tăng, đã thiệt mạng trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến tổng lực và mặc dù Ukraine đã mất một số lượng đáng kể máy bay chiến đấu và thiết bị, nhưng nước này cũng đã được các nước ủng hộ phương Tây nâng cấp và bổ sung kho dự trữ. Ông Austin nói rằng, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi đã làm việc để có được nhiều hệ thống vũ khí quan trọng, bao gồm HIMARS, Satan Patriots, Satan Abrams, vân vân, vào tay những người vận hành đã qua đào tạo của Ukraine. Mỹ đã gửi 39 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao tới Ukraine, tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu của Nga cho Kiev. Nhưng trong khi hệ thống phòng không Patriot của Ukraine hiện đang hoạt động để giúp bảo vệ bầu trời của Ukraine. Nhưng viện trợ của phương Tây không thể thay đổi điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn mà các chiến binh Ukraine đang phải đối mặt, đòi sức với quân đội Nga đồn trú ở phía Nam và phía Đông đất nước. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cho biết ngày thứ Bảy, điều kiện thời tiết xấu tiếp tục làm chậm tốc độ của hoạt động chiến đấu của Ukraine và Nga trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng chưa ngăn chặn hoàn toàn chúng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất bông, nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và gặp lại ở bản tin kế tiếp.